Rò rỉ hình ảnh đính hôn bí mật của chúng Huyền Thanh bên chồng soái ca. Những hình ảnh hiếm hoi trong buổi lễ đính hôn sáng nay của chúng Huyền Thanh đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên một fanpage bất ngờ chia sẻ một vài hình ảnh trong buổi lễ ăn hỏi của chúng Huyền Thanh cùng ông xã Dây Quân vừa diễn ra vào ngày 23 tháng 12. Trong ảnh, chúng Huyền Thanh diện bộ áo dài nền nã, sánh đôi cùng bạn trai soái ca. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 1. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng phát hiện vòng hai to bất thường của chúng Huyền Thanh. Nhiều ý kiến khán giả cho rằng cô đang cưới chạy. Vừa qua, chúng Huyền Thanh làm mọi người rần rần khi đoạn clip cô được bạn trai Dây Quân quỳ gối cầu hôn vô cùng lãng mạn xuất hiện trên mạng xã hội. Sau màn cầu hôn ấn tượng, hình ảnh chúng Huyền Thanh và Dây Quân cùng nhau đi chụp ảnh liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Chiều 17 tháng 12, cặp đôi còn khiến các fan xôn xao khi có mặt tại cửa hàng của nhà thiết kế Minh Châu để thử áo dài cưới mà cả hai sẽ diện trong lúc làm lễ gia tiên. Chúng Huyền Thanh và người mẫu Dây Quân đã công khai hẹn hò từ tháng 9, 2016. Được biết, cả hai quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Thời điểm đó, cặp đôi cùng tham gia câu lạc bộ người mẫu tại Hải Phòng. Mới đây, hình ảnh chúng Huyền Thanh và Dây Quân cùng nhau đi chụp ảnh cưới tại phố Bùi Viện đã được hé lộ trên mạng xã hội. Cặp đôi khá rạng rỡ trong quá trình ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào. Trứng thành phát sốt và chuyện lạ sao Việt cũng phải rung lẫy bẫy trước Mỹ Tâm. Có quá nhiều đặc biệt để nói về Mỹ Tâm, từ sự nghiệp, giọng hát cho tới cả những kỷ lục khó lòng sô đổ. Nhưng nếu phải tìm ra một điều đặc biệt nhất mà ngoài Mỹ Tâm, gần như không một ngôi sao nào có được, thì đó chính là câu chuyện cô là thần tượng của rất nhiều những thần tượng khác ngay trong showbiz Việt. Không phải tới khi Văn Mai Hương viết một status dài và đầy háo hức kể lại câu chuyện được Mỹ Tâm cho mượn đồ diễn, người ta mới biết cô Cám là fan ruột của Mỹ Tâm. Nhưng cái cách bày tỏ tình cảm y hệt như một fan girl chính hiệu của Văn Mai Hương cứ vừa khiến người ta buồn cười, vừa xúc động với sự chân thành mà cô dành cho thần tượng của mình. Đọc những câu cảm thán chị Tâm em yêu chị đúng là chị Mỹ Tâm của em rồi, có ai dám tin người viết là thần tượng của hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ Việt. Chuyện nghệ sĩ trân trọng nhau, quý mến nhau, thậm chí ngưỡng mộ nhau không hề xa lạ, nhưng tới mức sẵn sàng coi mình là fan của một sao khác, một cách chân thật và không hề ngượng ngập thì rất hiếm. Cái tôi của những người nghệ sĩ luôn rất lớn và đặc biệt khi họ trở thành thần tượng của đám đông. Sẽ là cực khó để họ hâm mộ chính người đồng nghiệp của mình, không chỉ vì họ cảm thấy mình đủ nổi tiếng, đủ tài năng, mà còn cả vì chút kiêu hãnh của một ngôi sao thần tượng. Ít nhất thì ở đâu đó cũng đang có vô số người kêu tên họ, vẫy tay với họ hay thậm chí là phát cuồng vì họ. Trách nhiệm và cả ánh hào quang lấp lánh của một ngôi sao sẽ khiến họ trở nên rụt rè và ngần ngại hơn rất nhiều khi quyết định bày tỏ tình cảm của mình theo cách đám đông vẫn hâm mộ họ. Chính vì vậy, chuyện những ngôi sao tuyên bố ngưỡng mộ nhau, thần tượng nhau thường chỉ là những câu chuyện xã giao đẹp đẽ. Nhưng với riêng Mỹ Tâm, cô lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Khi sở hữu cả dàn fan girl, fan boy mà mức độ nổi tiếng của họ cộng lại thậm chí còn vượt qua mình. Không chỉ một mình Văn Mai Hương, còn có rất nhiều những ngôi sao khác tình nguyện gia nhập fan club người nổi tiếng của Mỹ Tâm một cách đầy hào hứng. Còn nhớ, khi album Vol 9 của Mỹ Tâm chuẩn bị phát hành, hòa chung vào với sự háo hức chờ trông của cả triệu người hâm mộ, còn có cả rất nhiều ngôi sao Việt cũng đứng ngồi không yên chẳng kém. Khắc Việt, Quốc Thiên, Trung Quân Idol cũng gia nhập binh đoàn chờ đợi, còn Trứng Thành cũng phát sốt và không ngần ngại dành những lời có cánh cho sản phẩm âm nhạc của cô ngay trên trang cá nhân của riêng mình. Có bao nhiêu ngôi sao khi ra sản phẩm mới được đồng nghiệp tình nguyện quảng bá, thậm chí là khen ngợi không ngớt, giống như Mỹ Tâm. Nhất là khi hình như cô và họ chỉ là những đồng nghiệp hết sức bình thường, không hơn không kém. Tài năng của Mỹ Tâm là một phần giúp cô chinh phục được đám đông, cả người hâm mộ bình thường lẫn những ngôi sao. Rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã phải thừa nhận rằng họ học hỏi được rất nhiều ở cô, từ kỹ thuật thanh nhạc cho tới cách làm việc chu đáo và chuyên nghiệp. Nhưng nếu chỉ nói riêng về góc độ ấy, Mỹ Tâm chưa hẳn đã là ngôi sao giỏi nhất. Có điều, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số lý do khiến những ngôi sao ngưỡng mộ cô. Còn nhớ đêm Giáng sinh năm ngoái, Mỹ Tâm đã khiến cả showbiz xôn xao với câu chuyện cổ tích được viết bởi chính mình, dừng xe và bước tới sân khấu từ thiện để hát. Bởi thấy chẳng ai quan tâm tới đêm nhạc bé nhỏ ủng hộ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Món quà Giáng sinh đặc biệt mà Mỹ Tâm gửi tặng tới cho những phận đời khó khăn này không chỉ khiến rất nhiều người xúc động, mà còn giúp người ta phát hiện ra thêm nhiều người hâm mộ thầm lặng của cô trong showbiz Việt. Từ cô nàng là thần tượng của cả triệu người trẻ như Đông Nhi, rồi Lưu Hương Giang, Phủ Ngọc Đảng hay cả chân dài Phạm Đình Minh Triều,
Họ đều không ngại ngần bày tỏ sự hâm mộ không giấu giếm tới người đồng nghiệp tuyệt vời của mình. Trong thế giới showbiz mà mỗi hành động đẹp đều có thể là một chiêu trò toan tính, mỗi bức ảnh, đoạn clip đều có thể là sản phẩm của sắp đặt và mỗi lời khen ngợi đều phải rất đắn đo. Chuyện người ta tin tưởng và yêu quý Mỹ Tâm vô điều kiện cũng giống như một chuyện cổ tích giữa đời thường. Giống như cách cô vẫn mang những điều kỳ diệu tới cho người khác một cách vô tư như vậy. Có người từng lý giải rằng Mỹ Tâm nổi tiếng từ rất sớm, hơn 15 năm đi hát. Thời gian đó đủ để thế hệ những người hâm mộ của cô trưởng thành và trở thành những ngôi sao. Trên thực tế, điều đó hoàn toàn đúng. Có cả một thế hệ thần tượng sau này được bước ra từ những fanboy, fangirl của Mỹ Tâm một thuở. Từ Khởi My, Đông Nhi, Thanh Duy, Subin Hoàng Sơn hay Kevin Khánh, họ từng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Mỹ Tâm một thời. Từ khi còn là những cô cậu bé và chính cô đã là một phần ước mơ nghệ thuật của họ sau này. Tuy nhiên, giấc mơ thuở bé và hiện thực cuộc sống của thế giới giải trí là chẳng thể nào là một. Khi trưởng thành, có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với môi trường nghệ thuật, với ánh hào quang và cả những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Câu chuyện hâm mộ năm nào rất có thể chỉ là những mơ mộng tuổi ngây thơ. Phía sau ánh đèn sân khấu, có bao nhiêu người đồng nghiệp đủ tài năng và cả sự tử tế để tiếp tục chinh phục sự ngưỡng mộ của những ngôi sao. Con số đó chắc chắn không nhiều, nhưng Mỹ Tâm luôn có một vị trí vững vàng không thay đổi. Khán giả từng bật cười khi thấy Thanh Duy rung lẩy bẩy khi gặp Mỹ Tâm. Còn Subin Hoàng Sơn, chàng hoàng tử trong lòng hàng vạn cô gái trẻ, lại hệt như cậu bé con khi đứng trước mặt thần tượng của mình. Nhưng sau những ngỡ ngàng căng thẳng ban đầu ấy, những chàng trai thần tượng của đám đông lại thêm phát cuồng vì Mỹ Tâm sau những lần gặp gỡ. Bởi hình như ngoài đời cô còn lấp lánh hơn cả trên sân khấu. Sự giản dị chân tình và cả sự tử tế toát ra từ Mỹ Tâm luôn là điều khiến người tiếp xúc với cô dễ dàng đổ gục. Cô không có thói quen nói những lời hoa mỹ hay có cánh, lại càng không bao giờ diễn xuất chiêu trò vì bất cứ lý do gì. Nhưng sự tử tế và nhân cách của cô, cách đối xử trước sau với từng đồng nghiệp bất kể lớn nhỏ vô danh hay nổi tiếng của cô thì đã được kiểm chứng từ rất lâu rồi. Để tới giờ này, Mỹ Tâm vẫn là nghệ sĩ hiếm hoi trụ lại vững vàng trong lòng người hâm mộ của mình trên tư cách của một thần tượng, ngay cả khi người hâm mộ của cô có trở thành những ngôi sao. Nói về bà xã Trấn Thành xúc động, yêu tôi Harry phải nhận rất nhiều thiệt thòi. Trấn Thành thổ lộ sau khi yêu anh, Harry Won phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ tình cảm, công việc, danh dự và cả hình ảnh. Được mệnh danh tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt, Trấn Thành Harry Won khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm cả hai dành cho nhau. Nhưng để có thể đến với nhau và sống hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi này đã gặp không ít khó khăn. Còn nhớ năm 2016, thông tin Harry Won tiến đạt chia tay sau 9 năm yêu đương đã khiến dư luận dậy sóng. Những tưởng cả hai có thể gương vỡ lại lành, nhưng không lâu sau đó, hình ảnh Harry hôn Trấn Thành tại một quán ăn đêm đã khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Chỉ trong vòng nửa năm yêu nhau, giọng ca Anh Cứ Đi Đi và nam MC Chuyện Tối Nay Với Thành liên tục đối mặt với thị phi. Mọi vấn đề riêng tư cá nhân của hai người thường xuyên được đem ra mổ xẻ. Theo đó, Harry bị cho rằng nói dối về mối tình với Tiến Đạt khi chính cô thay lòng đổi dạ, yêu Trấn Thành ngay sau khi chia tay không lâu. Harry cũng bị chỉ trích dựa dẫm vào nam MC. Clip nữ ca sĩ nói sành sỏi tiếng Việt từ 4 năm trước nhưng vẫn cứ giả vờ ngời nghệch. Chưa kể chảnh chọe và mắc bệnh ngôi sao. Sau gần một năm về chung nhà, mới đây đoạn clip ghi lại những lời xúc động về tình yêu Trấn Thành dành cho Harry Won trong ngày đám cưới bất ngờ xuất hiện, khiến khán giả mũi lòng. Trong phần chia sẻ, Asin giải bày về những thiệt thòi mà bà xã phải chịu đựng từ khi yêu anh cho đến khi chấp nhận hôn nhân. Mở đầu danh hài Đức Nam tâm sự. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người con gái mà mới hôm qua đã phải hứng chịu biết bao lời đàm tiếu, dị nghị, thậm chí là những lời chỉ trích. Nhưng sau tất cả những giông bão, tôi vẫn quyết định ở bên người con gái đó, mang đến hạnh phúc cho cô ấy và muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại của mình. Người đó chính là Harry Won. Vị trưởng phòng ân rời cậu đây rồi tâm sự. Sau khi yêu anh, Harry Won bị nhiều thiệt thòi từ tình cảm, công việc, danh dự và cả hình ảnh. Nhưng anh tin chắc với người từng gặp gỡ tiếp xúc làm việc với Harry, họ sẽ có cái nhìn khác. Dưới những dòng chia sẻ của Trấn Thành, nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Thu Minh, Bảo Anh, Xuân Bắc, Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy cũng khẳng định Harry Won là người đáng yêu, dễ mến, nhiệt huyết trong công việc. Sau những lời rút ruột gan, nam MC thổ lộ, anh nghĩ là khi anh đã lựa chọn em thì anh đã hiểu được con người em như thế nào và anh không cần biết mọi người nghĩ em thế nào, chỉ cần anh hiểu em là đủ. Anh tin chắc rằng tụi mình sẽ đủ sức mạnh để vượt qua tất cả nếu tụi mình tin tưởng và yêu thương nhau.
Anh không biết tụi mình có thể yêu nhau đến bao lâu, nhưng anh nghĩ rằng mỗi khi mình khó khăn nhất, cảm thấy gần buông tay nhau nhất, lúc đó hãy nghĩ tới khoảnh khắc đáng yêu nhất của buổi tối ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của những người thân yêu nhất, để chúng ta có thể nhường nhịn nhau, vì tha cho nhau để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Và không cần biết mọi người nghĩ em ra sao, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nhiều người không khỏi xúc động về tình yêu đi qua dông bão mà cả hai dành cho nhau. Sau tất cả, hiện Trấn Thành Harry đang có chuyến du hí kỷ niệm một năm ngày cưới và khẳng định tình yêu mặn nồng của đối phương với nửa còn lại của mình. Mỹ Tâm cười nắc nẻ khi xem clip hát chế xin album có chữ ký chuẩn xịn của Trường Giang. Sau khi xem clip chế lời bài hát của Trường Giang, Mỹ Tâm bật cười nắc nẻ và hứa sẽ dành tặng anh một chiếc CD chuẩn xịn. Ra mắt vào dịp cuối năm, album Vol 9 của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã tạo được phản ứng lớn khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt. 10.000 bản in đầu tiên của album được tiêu thụ sạch sành sanh chỉ sau một tuần. Là một fan cứng của họa mi tóc nâu, danh hài Trường Giang còn tự tay quay clip năn nỉ, xin đàn chị tặng cho mình một album có chữ ký xịn. Quá mê Mỹ Tâm, danh hài chọn cách quay clip để gửi nguyện vọng trực tiếp đến đàn chị. Theo lời chàng hề xứ quản, anh đã sở hữu bản gốc của album Tâm Chính, nhưng chưa có cơ hội xin chữ ký trực tiếp từ chủ nhân. Không toại nguyện, anh chọn cách quay clip này gửi tới Mỹ Tâm và mong cô dành tặng cho mình một album mới với chữ ký chuẩn xịn. Hy vọng đàn chị rủ lòng thương, Trường Giang còn chế lời ca khúc Người Hãy Quên Em Đi trong album Vol 9. Người hãy cho anh đi và đừng cho ai nữa, tiếc thương gì một cái đĩa CD. Chỉ sau một ngày, clip thỉnh cầu của Trường Giang đã đến được tay ngôi sao đồng hương. Xem clip chế lời hát xin đĩa CD đầy dễ thương của đàn em, Mỹ Tâm bật cười nức nẻ. Sau khi xem xong clip, Mỹ Tâm cũng có những lời nhắn nhủ tới Trường Giang. Nữ ca sĩ chia sẻ đang bận đi công tác và khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tuần, sẽ dành tặng ngôi sao làng hài một chiếc đĩa CD có chữ ký chuẩn xịn đúng như nguyện vọng. Người hãy yên tâm đi và đừng lo lắng nữa, tiếc chi gì một cái đĩa CD. Nữ ca sĩ không quên chế lời bài hát để đáp lại lời thỉnh cầu của Trường Giang.